Chào các bạn. Giải thưởng Nobel là một giải thưởng vô cùng danh giá, được trao vào tháng 10 hàng năm kể từ năm 1901, nhằm tôn vinh các cá nhân và tổ chức có những thành tựu đóng góp to lớn trong 6 lĩnh vực, đó là vật lý, hóa học, văn học, hòa bình, y khoa và kinh tế. Cho đến nay đã có 27 người Nhật Bản được nhận giải thưởng Nobel. Tuy nhiên, có 3 người khi nhận giải thưởng Nobel thì đã mang quốc tịch nước ngoài. Người Nhật Bản đầu tiên nhận giải thưởng Nobel vào năm 1949. Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 6 trên thế giới, có nhiều người nhận giải thưởng Nobel nhất và là nước châu Á duy nhất lọt vào top 10 có nhiều người nhận giải thưởng Nobel trên thế giới. Hôm nay, KC chúng tôi xin giới thiệu với các bạn 27 người Nhật Bản. Noyori Ryoji, sinh năm 1938, là một nhà hóa học người Nhật Bản. Ông là một trong ba người được nhận giải Nobel hóa học năm 1901 vì đã tìm ra cách hiệu quả để kiểm soát các phản ứng hóa học, mở đường cho các dược phẩm chữa bệnh tim và bệnh Parkinson. Hai người còn lại là Kay Perry Sabos và William Sandys Knowles. Shirakawa Hideki, sinh năm 1936, là một nhà hóa học người Nhật Bản và là người giành giải Nobel hóa học năm 2000 nhờ phát hiện ra polymer dẫn điện cùng với giáo sư vật lý Alan G. Hegel và giáo sư hóa học Alan G. McDermott tại Đại học Pennsylvania. Shitamura Osamu, sinh năm 1928, mất năm 2018, là một nhà hóa học người Mỹ gốc Nhật, ông cùng với Martin Schaffer và Rosie White đã giành giải Nobel hóa học năm 1918 nhờ sự khám phá đầu tiên về GFP và một loại các phát triển quan trọng dẫn tới việc sử dụng nó như một công cụ quan trọng trong sinh học. Tanakako Ichi, sinh năm 1959, là một kỹ sư điện người Nhật Bản, người đã giành giải Nobel hóa học năm 2002 vì đã phát triển một phương pháp mới để phân tích khối phổ của các đại phân tử sinh học cùng với John Benefen và Kurt Wiechert sau cho công việc trong quang phổ MNI. Negishi Eiichi, sinh năm 1935, là một nhà hóa học người Nhật Bản. Năm 2010, ông cùng với Richard Heck, Suzuki Akira đạt giải Nobel hóa học cho những nghiên cứu về paradi với vai trò là chất xúc tác trong các phản ứng tổng hợp hữu cơ. Suzuki Akira, sinh năm 1930, là một nhà hóa học người Nhật Bản. Năm 2010, ông cùng với Richard Heck, Negishi Eiichi đạt giải Nobel hóa học cho những nghiên cứu về paradi với vai trò là chất xúc tác trong các phản ứng tổng hợp hữu cơ. Yoshino Akira, sinh năm 1948, là một nhà hóa học người Nhật. Ông đã được trao giải Nobel hóa học năm 2019 cùng với John B. Goodenough và M. Stellan Whittingham. Kuno Kenichi, sinh năm 1918, mất năm 1998, là một nhà hóa học người Nhật. Năm 1981, ông được trao giải Nobel hóa học cùng với Roald Hoffman. Ông cũng được biết đến như là một nhà khoa học châu Á đầu tiên được nhận giải Nobel hóa học. Tonewa Susumu, sinh năm 1939, là một nhà khoa học Nhật Bản, đã đoạt giải Nobel sinh lý và y khoa năm 1987. Năm 1987, ông đã đoạt giải Nobel sinh lý và y khoa cho công trình phát hiện nguyên tắc di truyền cho các thế hệ của sự đa dạng kháng thể. Yamanakashi Ya, sinh năm 1962, là bác sĩ y khoa người Nhật Bản và nhà nghiên cứu tế bào gốc của người trưởng thành. Năm 2012, ông được trao giải Nobel y học cùng với John Gooden nhờ vào công trình nghiên cứu tái tạo tế bào gốc ở người trưởng thành. Omura Satoshi, sinh năm 1935, là một nhà sinh hóa người Nhật. Ông nổi tiếng là đã khám phá và phát triển nhiều dược phẩm mà có trong các vi sinh vật. Anzo Tasuku, sinh năm 1942, là một nhà miễn dịch học người Nhật,
được trao giải Nobel danh giá vì công trình khám phá của ông về protein. Ông cũng được biết đến với nhận dạng phân tử của các cytokine cũng như phát hiện ra ICD cần thiết cho sự lái tổ hợp chuyển đổi lớp và siêu đột biến. Osumi Yoshinori, sinh năm 1945, là một nhà sinh học tế bào chuyên ngành tự thực người Nhật. Năm 2016, ông nhận được giải Nobel về sinh lý học và y khoa nhờ khám phá ra các cơ chế phân tách và tái tạo tế bào. Hawabata Yasunari, sinh năm 1899, mất năm 1972, là tiểu thuyết gia người Nhật đầu tiên và người châu Á thứ ba đoạt giải Nobel văn học năm 1968, đúng dịp kỷ niệm 100 năm hiện đại hóa văn học Nhật Bản, tính từ cuộc duy tân của Minh Trị Thiên Hoàng năm 1868. Oeken Zaburo, sinh năm 1935, là một nhà văn, nhà nhân văn Nhật Bản, đoạt giải Nobel văn học năm 1994, tác giả của hơn 20 tiểu thuyết và nhiều tập truyện, là một trong những nhà văn lớn nhất của Nhật thế kỷ 20. Ishikuro Kazo, sinh năm 1954, là một tiểu thuyết gia, nhà biên kịch, nhà văn người Anh gốc Nhật Bản, người đoạt giải thưởng Nobel văn học thứ 114 năm 2017 với tác phẩm Never Let Me Go. Trên đây là những người Nhật Bản xuất sắc đã đoạt giải thưởng Nobel. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có người Nhật Bản nào đoạt giải thưởng Nobel về kinh tế. Hy vọng vào thời gian sắp tới, sẽ có người Nhật Bản đoạt giải thưởng Nobel kinh tế. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn thấy thích, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ KC chúng tôi. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm hay thắc mắc gì, hãy để lại comment phía dưới. Xin hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Mời các bạn tìm hiểu ngay các khóa học Kaiwa từ sơ cấp, trung cấp đến Business Kaiwa, các khóa học luyện thi từ N1 đến N5. Đăng ký tại Facebook Tiếng Nhật Một Thầy Một Trò hoặc kc.com qua hình thức học trực tuyến, một giáo viên, một học viên với giáo viên Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.